Đi sang bản Phùng chơi với tao. Ừ, cái bên Phùng á? À, mày có nhớ con Dìn không? Cái Dìn á? Ừ. Hình như hôm trước gặp ở huyện. À, tao nhớ rồi, nhìn cũng hay hay. Hình như là nó thích mày. Nó hỏi mày suốt mà. Thế á? Ừ. Chúng mày lừa tao đúng không? Ừ. Mày chán nhở? Cái thằng này. Tao lừa mày thì tao được cái gì? Mà mày không tin thì thôi, đến lúc đứa khác nó tán ấy, mất được tiếc. Thì tao cũng muốn đi mà, nhưng mà nhà có nhiều việc quá. Thôi, không có xe thì bảo là không có xe. Nhá nhiều việc, không mà mất việc gì. Thời buổi bây giờ có cái xe ở nhà cũng không dám đi. Mày để làm cảnh à? Thôi, kệ nó, tao với mày đi trước. À, mà à. Chắc gì nó đã biết đi xe. Dạ, thật. Đi trước nhá. Chúng mày cứ cười đi. Rồi ngày biết tay tao. Ừ. Cái giấy phép lái xe nó khó thế này à mày? Ừ. Khó là sao không khó? Nào là biển xanh, biển đỏ, nào là mũi tên xuống, mũi tên lên. Đọc á, mở con mắt. Đúng là khó như đi học. Nếu khó thế này thì chả cần lấy giấy phép lái xe nữa đâu. Không cần xe máy nữa luôn. Bao nhiêu năm nay nhà mình không có xe máy có chết ai đâu. Thế cũng nói, bây giờ phải có cái xe để mình xuống huyện, xuống tỉnh, để mình mở mang tầm nhìn. Mà bây giờ đường làm rộng rồi, đi cũng thuận tiện lắm. Tao chả thấy tiện, tao chỉ thấy phiền thôi. Xe máy đối với tao nhá, nó chỉ là một nhiệm vụ duy nhất. Đấy là đi lên nương chở khoai, chở sắn cho tao đỡ đau cái lưng. Đúng rồi, đàn bà suy nghĩ nó ngắn thật. Thế bây giờ phải có cái xe để mình thổ lúa, thổ ngô, thổ khoai, sắn xuống huyện bán được giá cao hơn. Xong là mua cái vòng bạc cho mày nhiều hơn còn gì. Mày làm thế nào thì làm, đừng để cái xe gây phiền phức là được. Tao biết rồi. Alo, Thu à? Không hiểu à? Để đấy, tao sang tao chỉ cho nha. Mày đi đâu đấy? Tao sang nhà thằng Thu có tí việc. Không có việc gì hết nhá. Mày sang đây uống rượu thì có ấy. Bò hết cỏ ăn rồi, lên dãy cắt cỏ cho bò đi. Để con đi cho. Khá, thằng này khá, sắp lấy vợ được rồi đấy. Đây, xe đây, có xin. Này, nó đã đi xe thành thạo đâu mà mày đưa chìa khóa xe cho nó. Nó còn đi giỏi hơn tao ấy. Không là không nhá. Biết chuyện hôm qua thằng xỉu nó đâm vào con trâu chưa? Cấm. Đúng là lò bò trắng răng. Thôi con ạ, mẹ mày đã cấm rồi, không đi đâu hết. Mọi chuyện trong cái nhà này bố quyết, nhưng về cái xe mẹ mày quyết. Ok bố. Đặc điểm của các loại biển báo cấm có cái kèn đám ma gạch chéo. Ôi giời ơi, kỳ sách cái hình to lù lù dễ nhớ như này còn chưa ăn thua.
Lại còn là cái điện thoại nữa, hình ly ta ly ti. Ông cất điện thoại đi. Thì mày dạy tao đi. Ê, có phân biệt được đây là màu gì không? Màu gì? Xanh. Thế màu này? Màu đỏ. Thế hai cái hình này là cái gì? Lưỡi câu, hai lưỡi câu. Thế còn cái này? Màu đỏ có cái gì chéo chéo ấy. Đấy, một lưỡi câu. Ừ. Đấy, biển nào cho phép xe rẽ trái là biển nào? Biển màu đỏ. Sai. Đây, biển màu xanh đây này, không có cái gạch chéo này này. À, biển này sẽ cho phép rẽ trái. À, thì lưỡi câu là màu xanh này được rẽ trái. Đúng rồi, đúng rồi. À, thế thì dễ nhớ nhỉ, cái này dễ nhớ này. Tôi màu xanh màu đỏ nhớ rồi. Học thì không vào đầu gì cả, học thế mà học. Biển nào dưới đây các phương tiện không được phép đi vào? Biển 1, màu đỏ đây, bên trong là không có gì, đúng không? Biển số 2, màu đỏ, nhưng mà bên trong đấy lại là màu trắng và gạch ngang. Nó có cái lõi trắng chia đôi đi à? Đúng rồi. À, thôi thôi, mày có cách nào dạy tao kiểu khác đi. Cứ nhìn vào đấy dối, không học được. Có cách nào không? Biển sơn chữ nhật màu xanh. Sơn chữ nhật màu xanh là biển chỉ dẫn dành dành đường đi. Là biển chỉ dẫn dành dành đường đi. Nếu trên quốc lộ phẳng lì. Nếu trên quốc lộ phẳng lì. Sơn vàng hai vạch cấm đi chèn vào. Sơn vàng hai vạch cấm đi chèn vào. Dễ như hẳn. Thường có lên câu thơ này đi. Biển xanh. Alo. Cái gì cơ? Vâng vâng vâng. Vâng vâng vâng. Em biết rồi. Có chuyện gì thế? Thằng Sinh nó trộm xe đi, bị công an giữ rồi. Thằng bị giữ thì phải chịu khó mà học đi. Thằng Sinh, sao mày mang xe ra đây được hả? Dạ, con hỏi cái thằng sửa xe thì nó bảo là chỉ cần rút công tắc khóa xe thôi là đập nổ được xe rồi ạ. Mày làm như thế, mày giết bố mày rồi. Chào cán bộ thân quen. Chào anh Thần. À, đây là thằng con của tôi. Nó trộm xe của tôi đi lúc nào không biết. Mọi tội lỗi gì thì cứ đổ lên đầu tôi. Con làm bố chịu. Thế này anh Thắng ạ, theo tìm hiểu thì cháu nhà mình mới 14 tuổi, chưa đủ tuổi điều khiển xe máy. Căn cứ khoản 11 điều 2 Nghị định 123/2021 NĐ-CP, các mức phạt đối với người chưa đủ tuổi điều khiển xe máy quy định như sau. Phạt cảnh cáo đối với người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, kể cả xe máy điện và các loại xe tương tự xe mô tô, hoặc điều khiển ô tô, máy kéo, các loại xe tương tự xe ô tô. Phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi điều khiển xe mô tô có dung tích xi lanh từ 50cm khối trở lên. Như vậy, đối với người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi điều khiển xe mô tô, xe gắn máy sẽ áp dụng hình thức xử phạt hành chính nhẹ nhất, đó là phạt cảnh cáo. Cán bộ, cháu nó lần đầu, mong cán bộ bỏ qua. Cán bộ áp dụng hình thức phạt nhẹ nhất, nếu được thì không phạt thì càng tốt. Để em về em sẽ nghiêm khắc em dạy bảo nó. Vâng, đây là lần đầu tiên cháu nhà mình mắc sai phạm, cho nên chúng tôi sẽ chỉ nhắc nhở, cảnh cáo. Bây giờ thì anh và cháu có thể về. Cán bộ thật tốt, em bắt thầy cán bộ tốt quá. Em về ra. Chào anh. Cán bộ tốt quá, về 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 con ơi về. Xuống. Không được đi. Không quên. Em bố đi đi à? Bố. Bố, bố. Sao bố không đi đi? Xe anh sao thế? Xe không sao cán bộ ạ. Tại em chưa có giấy phép lái xe, đi lại sợ cán bộ phạt tiếp. Cho nên là bố con em
dắt cho nó lành. Này, dắt. Sao ta lại phải dắt nhỉ? Sai thì phải tự chịu đấy đi. Không có cái kiểu mà con làm bố chịu được. Dắt.